Rất vui được gặp lại quý hàng chúng ta trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, của trang nhà đất hùng.com. Thì sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố nằm ngay trục đường Dương Quang Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực Phan Văn Trị cũng như là khu vực Cityland, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người ơi. Và khu vực này di chuyển về các quận như là quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức và các quận trung tâm quận Gò Vấp rất là gần luôn, khu vực rất là đắc địa. Và đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài của căn nhà hôm nay mình muốn gửi đến mọi người. Căn nhà có diện tích ngang 4m và độ dài là 20m và luôn có một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà của chúng ta là hướng Tây Bắc, của bên ngoài phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà phố rất đẹp như thế này. Chúng ta để ý thấy này, nằm trong một khu nhà lầu mini rất đẹp và sang trọng. Đường trước nhà của chúng ta là con đường lên tới gần 8m. Con đường nhựa lên tới gần 8m rất là thuận tiện gia đình mình mua ở, mua làm văn phòng công ty. Và căn nhà chúng ta cách mặt tiền đường chính, đường Dương Quang Hàm khoảng chừng 15-20m thôi, rất là thuận tiện cho gia đình mình mua ở và làm văn phòng công ty. Và căn nhà chúng ta là căn nhà này có diện tích ngang 4m và độ dài là 20m nha. Thì cũng có một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta thiết kế rất đẹp và độ dài rất là chuẩn, ngang 4, dài 20m. Rất là phù hợp gia đình mình mua ở, mua làm văn phòng công ty. Và mình sẽ di chuyển vào phía bên trong căn nhà này nha. Thì phía trước thì chúng ta sẽ có lớp cửa sắt, phía ngoài là lớp cửa cổng này, được làm rất chắn và kiên cố. Bên ngoài thì chúng ta được ốp đá lên lớp cổng. Và bước ở trong đây thì chúng ta sẽ có khoảng sân. Khoảng sân này khoảng 2m chúng ta đậu xe gắn máy. Và bước vào trong đây nữa thì chúng ta sẽ có một lớp cửa được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe, là lớp cửa chính căn nhà mình. Và di chuyển vào phía trong đây chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi. Khu vực gara xe hơi thì người ta sử dụng là gạch bóng kính 60 1m, một kiểu loại gạch mới rất đẹp và đẳng cấp. Phía trên thì chúng ta có trần gạch cao, đèn chiếu sáng và có khoảng tầng lửng ở phía trên, tạo cho căn nhà mình luôn luôn thông thoáng và đẹp. Và căn nhà chúng ta đang được rao bán với giá là 7 tỷ 470 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay đến với bên nhà đất Huy Hùng để đi xem và sở hữu ngay cho mình một căn nhà phố nằm ngay vị trí trung tâm, vị trí cực kỳ đắc địa của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực Cityland của quận Gò Vấp cũng như là trục đường Phan Văn Trị. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố thì rất là gần và qua sân bay thì khoảng chừng 10 phút thôi. Và căn nhà chúng ta nằm trên trục đường Dương Quang Hàm, đường trước nhà là con đường 8m, thuận tiện gia đình mình mua ở, mua làm văn phòng công ty. Và hướng nhà của chúng ta là hướng Đông Bắc, một căn nhà diện tích rất dài và vừa được xây mới cách đây, vừa được hoàn thiện cách đây vài ngày thôi. Và hôm nay nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh đến đây và giới thiệu đến mọi người chúng ta một căn biệt thự mini phố có diện tích là ngang 4m và độ dài là 20m. Ở đây thì mình đang đứng ở khu vực gara xe hơi này. Nếu gia đình mình chưa xe hơi thì chúng ta sử dụng khu vực này làm phòng khách, thì chúng ta sẽ có phòng khách số 1. Và hai bên tường này thì chúng ta để ý thấy được ốp gạch là tường lên cao khoảng chừng 1m2, tạo cho khu vực không gian của khu vực gara xe của mình luôn sạch và không bị chảy xước. Và phía trong này thì chúng ta để ý thấy này, có cầu thang được làm bằng tay vịn, được có tay vịn căm xe và kính cường lực 10 ly. Ở đây chúng ta có hai trụ rất đẹp ở ngay phía dưới cầu thang. Và phía này chúng ta có khu vực tủ rượu. Khu vực tủ kệ rượu của chúng ta được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Này thì chúng ta thấy trưng bày những chai rượu quý ở đây. Và di chuyển vào phía bên trong chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp. Khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình rất là rộng và thoáng. Khu vực không gian phòng bếp này chúng ta được thấy được ốp đá lên cao đến trần. Và ở đây thì chúng ta có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Và phía bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh này. Khu vực để tủ lạnh này chúng ta có thể thấy vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau, một khu vực để tủ lạnh khá rộng với một không gian nhà phố ngang 4m dài 20m thì được thiết kế và bố trí quá hợp lý như thế này. Và giá bán chỉ có 7 tỷ 470 triệu đồng thôi. Thì quý hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà phố đẹp, thiết kế và bố trí nội thất cực kỳ cao cấp. Ở đây chúng ta có bồn rửa này. Và phía sau này chúng ta sẽ có khu vực sân, giếng trời phía sau cũng như là khoảng lùi của căn nhà mình. Và phía sau này chúng ta có giếng trời cũng như là toilet phía sau nằm ngay dưới trệt để sử dụng chung với gia đình mình. Và đây chúng ta có cửa đi ra này, và mình sẽ quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Ngang 4m và độ dài là 20m, được đúng cố một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này đang chào bán với giá là
7 tỷ 470 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho mà quý hàng là Thiện Chí. Và nhà chúng ta là căn nhà phố đậu được xe hơi trong nhà và được thiết kế và bố trí xây rất là kiên cố và chắc chắn. Thì mình xin mời quý hàng di chuyển lên khu vực phía trên, khu vực tầng lửng của căn nhà mình. Thì khu vực phía trên đây thì chúng ta có khu vực tầng lửng. Ngay đây chúng ta có bức tranh 3D này, làm bằng đá rất đẹp. Và khu vực tầng lửng này chúng ta sẽ có một phòng tầng lửng riêng biệt, có cửa phía ngoài và có cửa sổ ra giếng trời. Và tầng lửng này chúng ta để ý thấy này, gạch tự ốp rất đẹp và trang trí rất là hài hòa. Phía trên này chúng ta có trần thạch cao và có những cái trần ánh sáng lên rất là lung linh. Và đây chúng ta gắn máy lạnh, ống máy lạnh đã được đi sẵn rồi. Phía sau thì chúng ta có màn rèm cửa cũng đã được mắt lên. Đây nha mọi người ơi, màn rèm cửa chúng ta có sẵn rồi, dây dán tường. Đây là khu vực phòng sinh hoạt chung. Nếu mà chúng ta sử dụng khu vực này làm phòng sinh hoạt chung cũng như là phòng karaoke rất là tuyệt vời. Phía trước khu vực tầng lửng này chúng ta có một sảnh mini phía trước làm phòng khách mini, cũng như là khu vực sảnh nghe nhạc của căn nhà mình. Thì khu vực này chúng ta thấy làm phòng khách mini ở phía trước này. Đây nha mọi người, ngay khu vực tầng lửng luôn, bố trí rất đẹp và hợp lý như thế này. Mình sẽ leo lên khu vực phía trên, khu vực phòng ngủ của căn nhà mình. Mình tham quan khu vực phòng ngủ phía sau trước nha. Đây là khu vực phòng ngủ phía sau này. Thì tường thì chúng ta để ý thấy được dán dây dán tường. Đây, dán lên tường. Có tủ áo âm tường, màn rèm cửa và cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau. Tất cả phòng ngủ thì được thiết kế và bố trí rất là rộng và rãi và thoáng mát như thế này. Phòng này chúng ta có ống máy lạnh được gắn sẵn cũng như là tủ áo âm tường và phòng vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh của chúng ta này. Có bồn cầu, lavabo và bồn tắm đứng, vòi tắm xông hơi, vòi tắm massage nước. Và ở đây thì thương hiệu nội thất của bồn cầu là Toto. Phòng vệ sinh số 1 mà mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ có cửa sổ ra ban công, một phòng ngủ khá rộng. Sàn là gạch bóng kính 60-60. Đây chúng ta có dây dán tường và màn rèm cửa đã được gắn sẵn rồi. Phòng ngủ này thì chúng ta cũng có tủ áo âm tường và ống máy lạnh cũng đã được đi sẵn lên cho gia đình mình. Tủ áo của chúng ta này quá đẹp luôn nha. Cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng là cửa gỗ sồi. Và đây chúng ta cũng có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh chúng ta sử dụng nội thất là Toto này. Có gương soi, bồn tắm đứng và vòi tắm massage nước. Phòng vệ sinh làm rất đẹp và kiên cố. Mình di chuyển lên khu vực lầu 2 để tham quan khu vực phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4 căn nhà này. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Dương Quang Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực Cityland Imac của quận Gò Vấp. Di chuyển ra Phạm Văn Đồng thì hết khoảng chừng 3-4 phút thôi. Và đi qua sân bay thì hết khoảng chừng 5-7 phút. Và đi về trung tâm thành phố thì rất là gần, khoảng chừng 15 phút theo trục đường Phạm Văn Đồng. Đi qua quận Bình Thạnh thì càng gần hơn, chúng ta chỉ đi hết 10 phút thôi. Đây là khu vực phòng ngủ số 3, cũng có tủ áo âm tường và có phòng vệ sinh trong. Phòng ngủ số 3 nha mọi người. Đây, phòng vệ sinh có phòng ngủ số 3. Qua khu vực phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng thì nó cũng giống như khu vực phòng ngủ số 2 thôi. Chúng ta được trang trí khác một chút xíu thôi. Những ai đang muốn tìm mua nhà ở khu vực phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mà hướng nhà là hướng Tây Tứ Trạch thì
Hãy liên hệ sớm bên mình theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và chọn ngay một căn nhà phố làm và bố trí nội thất cực kỳ cao cấp với những thiết bị nội thất rất là đặc biệt cũng như là được đầu tư và thiết kế rất là công phu. Một căn nhà diện tích cực chuẩn ngang 4m, dài 20m, được đúc kiên cố một trệt 3 lầu với giá rất là mềm và hữu nghị. Hẻm xe hơi trước nhà là con hẻm gần 8m, giá bán chỉ có 7 tỷ 470 triệu đồng thôi. Chúng ta sở hữu ngay cho mình một căn nhà phố đẹp. Đây là khu vực sân thượng phía sau này. Sân thượng phía sau mai mốt sẽ được lợp mái hết nha mọi người ơi. Và mình sẽ qua khu vực phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây là khu vực phòng thờ của căn nhà này. Phòng thờ này. Và ngoài đây thì chúng ta sẽ mở cửa và di chuyển ra khu vực sân thượng phía trước để quay thử nha. Đây, khu vực sân thượng phía trước này. Mát lắm. Rồi, nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.